không, cá mà nó để nó còn trơn nữa. Không, trong luôn đi. Thì lát nó vô lẩu á, nó chìm. Chìm xuống hơi lẩu á. Ừ, lát nó làm là lẩu mà. Rồi. Ghe này quá tải. Rồi. Không sao nữa, phân trước đầy rồi, không sao đi thầy. Không, cho nó có màu đỏ chứ. Thầy mình để vòng vòng như mấy cái phao đó thầy. Đó, phao nè. Rồi. Đúng chưa, cho miếng ngò lên. Là xong rồi đó. Cái lẩu. Chắc thằng Tài ở đây trên này quá. Thuyền trưởng ở trên đó hả? Thuyền này lát nước lẩu ra là chìm. Lúc mà mấy cái sinh vật đó là không còn. Rồi chuẩn bị có cướp biển. Mấy anh cướp đâu rồi? Tay mấy anh cướp. Thằng này vô sao là mấy anh cướp á.